Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, nhận những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Cảm ơn anh em đã xem, đã ủng hộ của mình nha anh em ơi. Thì vào hôm nay mình sẽ cho anh em thấy là phân tích một cái bảng master mà anh em đã yêu cầu mình làm rất là nhiều. Và nói cho rõ luôn là cái bảng master này nó có theo hướng của BC hay không. Thì mình nhắn tin nó hơi lằng ngoằng chút xíu, không biết anh em có hiểu hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm để cho anh em biết và nắm bắt được những cái gì trên PC và những cái gì trên mobile thì nó sẽ diễn ra như thế nào, và cho anh em hiểu được cái bảng master á thì nó sẽ cộng dễ hơn khi các anh em không hiểu. Thì cái bảng master thì anh em dù muốn dù không gì anh em cũng đã lên trên mạng, lên trên group hoặc là lên trên những cái diễn đàn lớn, anh em cũng đã có xem, đã có tham khảo. Thì hôm nay mình sẽ vào cho đây mình demo lại cho anh em xem nha. Trước tiên thì mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái nào đó cho nó đẹp trời rồi mình sẽ farm. Đây, ở đây một cái bạn hiền này ở đây là rất là chăm chỉ và siêng năng. Mình cứ việc ở đây mà phan thôi anh em. Rồi đi vào vấn đề chính, không để cho anh em đợi quá lâu, mình sẽ phân tích luôn các anh em chơi ở một cái con game PC một cái thời gian đầu. Mình nói nôm na anh em dễ hiểu, mà ở một cái xe sành 6 thì bắt buộc anh em phải vào tự bư tự cài, hoặc là anh em nào có điều kiện thì anh em có thể là nạp. Ngược lại là ở bên server lock của em đang review, đang chia sẻ, điển hình là con lốc 2 và con lốc 3, hay là server Tam Quốc và server Lương Sơn, thì ở đây là các em không cần phải bư vào tìm kiếm cái gì hết, không cần phải đầu tư vội, vì đi vào server là server của bên em hỗ trợ cho anh em rất tốt. Như điển hình ở bên Tam Quốc thì hỗ trợ cho anh em là win nè, set đồ hay hộp vũ khí để anh em đi farm, kèm theo đó là một lượng reset khổng lồ 1.800 lần reset. Và ở server Lương Sơn Hào Kiệt thì tặng cho các em một cái win, tặng cho anh em một cái set đồ cũng là vũ khí luôn, nhưng mà cho các em thêm đó là 300 lần reset, nó cũng là kha khá nha anh em, chứ không phải là nó quá tệ đâu. Thì phân tích cho anh em hiểu nè, ở trên PC người ta vào trong cái bảng master vì ở thời gian đầu không có được cái lượng đam, không có được những cái gì để mà mình kiếp được quái, farm được boss hoặc là tranh nhau từ con quái, thì bắt buộc người ta phải cộng cái tab C trước. Tab C là cái tab ra sao, nói nôm na dễ hiểu, đây là một cái tab để cho tăng cái lượng công của mình lên, tăng cái lực tay của mình lên, và tất cả những anh em nào chơi bên hệ công thì nó sẽ tăng công tuyệt đối, chơi bên hệ phép nó sẽ tăng phép lên tuyệt đối cho anh em luôn. Vì sao? Vì ở đây các anh em thấy nè, ở đây là mình có những cái điểm yêu cầu để cho anh em cộng. Ví dụ mình đi kiếm hai tay thì các anh em có thể là cộng vào kiếm hai tay là lấy sức tấn công vật lý tăng lên 10 khi sử dụng kiếm một tay. Thì những cái nào mà tăng tấn công thì nó sẽ nằm gói gọn hết mở cái tab C. Và đi ngược với một cái con game mobile chính thống như điển hình là cái con game Lock 2 và Lock 3, thì ở một cái server mới mình đã tặng anh em rất rất là nhiều đồ. Về cái chuyện mà mình đi farm quái thì mình không có cần đếm xỉa tới, vì khi đó là reset của mình lên khá cao, bull in của mình cũng khá chuẩn và cái lượng đồ của mình đã ổn định rồi, thì anh em không cần phải mà bận tâm tới làm sao để có đam để mà đi farm quái. Các anh em chỉ cần là lên thủ trước cho mình để đi BK, thì cái đó là một cái cực kỳ im và cực kỳ ngon lành khi các anh em đến với một cái con game Lock 2 và Lock 3, server Tam Quốc và server Lương Sơn. Thì nói cho anh em dễ hiểu, ở bên cái con game Mulock phiên bản mobile chánh tông này thì anh em sẽ cộng vào tab A trước cho mình. Vì sao? Vì tab A nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái lượng thủ dày hơn. Vì đi BK thì các anh em phải cần cái lượng thủ cho nó dày. Ở đây là mình có một cái ô này là khả năng né tránh BWB là chúng ta đi BK nha, còn BWM thì chúng ta đi farm. Thì ở đây anh em có thể là cộng vô phần SD. SD thì mình xin nhắc lại cho anh em biết là SD là một cái giáp thứ hai ở trên người mình, nó là thay thế một cái giáp trụ. Cái giáp trụ là một cái giáp thứ nhất, và cái lượng SD của mình nhiều nhất, hồi nhanh nhất và tăng SD nhiều nhất là đó là một cái giáp thứ hai kế bên một cái giáp trụ nha anh em. Và ngoài cái SD thì anh em chúng ta có thêm là cái khả năng phòng thủ. Ở cái tab A này thì cho chúng ta giáp và cho chúng ta thủ. Ở trong đây thì anh em dù muốn dù không gì có đặt chân vào chơi thì cũng đã có trải nghiệm biết, nhưng mà các anh em nên cộng cho mình cái tab A trước khi chơi ở một cái con game lock này, đó là mình khuyên thật anh em luôn. Vì khi vào chơi server bên em là đã có hỗ trợ đồ, các anh em không có sợ là thiếu hụt dài là đam, thiếu hụt dài là giáp.
khi đi farm quái, còn khi mà đi farm người là bơi ca, thì các em phải cộng vô cái là SD vào thủ trước cho mình. Phan hãy lấy cái lực tay này, vì ở đây cái lực tay mình vô cho anh em xem, ở đây là có tặng một cái win bar thì sát thương chúng ta lên rất là cao, kèm theo đó là ở đây được tặng phờ ghi một cây kiếm này. Thì các em thấy là cái lực tay của chúng ta lên là từ 3.000 tới 4.000, thì không phải như những cây kiếm cùi chuối kim cùi bắp mà lẫn cùi mía thì không có lực tay làm sao mà anh em quánh được. Trong khi đó là mình có thêm một cái dòng hoàn hảo 10% thì tỷ lệ nhân đôi hoàn hảo của mình nó lại tăng thêm, thì cái điểm xanh của mình, các em thấy không, điểm xanh hoàn hảo của mình nó sẽ lên liên tục. Khi mà các em không có được cái vũ khí 10% thì cái lượng đam hoàn hảo của mình mới lên 32 đó, 29 nè, 26, 32, thì các em thấy là những cái đam đó là đam hoàn hảo của mình. Nếu mà vũ khí mình không có thì mình không có thể nhân đam được, các em hiểu không? Không thể nhân đam hoàn hảo. Đam hoàn hảo là rất quan trọng ở một cái con game MMO. Thì khi mà ở một cái bản master chính thống ở trên PC thì nó có một cái là nhân đôi sát thương, thì nhân đôi sát thương cộng với nhân đôi sát thương hoàn hảo thì chúng ta cho là ra nhân 3 hoặc là nhân 4. Nhiều anh em nào cao tay ắng thì có thể là cho ra nhân 4 luôn nha anh em, thậm chí mình nghe đồn đoán nó lên tới nhân 6 anh em ạ. Và cho anh em dễ hiểu là khi các anh em mới tham gia server, cái lượng giáp trụ của anh em á thì bên mình đã có hỗ trợ rất rất là tốt về bên giáp. Hiện giờ top nó đang 3 up thì anh em đã có 2 up. 2 up kèm theo đó là lúc, và cái tính năng lúc nó cực kỳ quan trọng. Khi các anh em không có một cái dòng gì hết, chỉ có là dòng lúc, nhưng mà các anh em mặc đủ các set trên người là sẽ có một cái điểm lúc. Khi mà farm quái thì chúng ta không đặt nặng vấn đề là đam phải cho cao, nhưng mà chúng ta đi BK là chúng ta phải đặt nặng vấn đề làm sao căn chỉnh cái lượng đam tốt nhất có thể, kèm theo đó là cho ra một cái bảng master cho nó phù hợp với một con nhân vật. Thì ở đây là bảng master của con cờ lát của mình. Vì sao mà mình không nói về tới cái tab B A nè, B và C? Cái tab B này để làm cái gì? Khi mà chúng ta đã mát pin được cái tab A và cái tab C thì chúng ta hãy quay lại cái tab B này, vì đây là chỉ là hỗ trợ đam của skill. Các anh em biết đam của skill á, trong khi đó là lực tay của mình có nè và công công vật lý của mình có nè, thì đam skill nó là một cái đam thứ ba, không có phải là quá quan trọng, nhưng mà có nó dù có thì nó đỡ hơn không. Các anh em vẫn có là vẫn tốt, nhưng mà ở cái tab B này mình khuyên anh em á là cộng vào đây. Như ví dụ mình chơi theo hướng MG thì ở đây mình có một cái dòng này, các anh em cộng vào trong đây là phí 10 điểm. Tiếp theo đó là cộng vào cái skill là quét nhà thằng trưởng. Quả đây đây, tăng sức tấn công cộng 15. Thì cái tab B cho chúng ta là được 3 ô. Một cái ô là tăng tấn công. Và ở đây nó sẽ tăng HP lên, nó sẽ tăng mát cái lượng HP của mình lên. Thì các anh em nghĩ và liên tưởng tới mình BK, máu mình càng dày càng nhiều thì mình trụ càng lâu. Và các em nên nhớ nè, cái con game lock này dù muốn dù không thì các em cũng phải là thiên về bên phản nha anh em, vì cái đam phản nó nhiều hơn là cái đam xanh, đam này đam kia rất là nhiều. Thì mình nói nôm na cho anh em dễ hiểu, thì bắt buộc các anh em nè, gợi ý cho anh em biết nè, các anh em có thể là cộng vào trong đây 20 điểm phản cho mình đấy. Mình khuyên thật anh em cộng vào trong đây đi anh em à. Nhiều khi những anh em nào mà timer hay là những anh nào mà mới vô đó, có chút xíu nghề mà anh ngứa nghề á, mà anh bơi ca mình thì mà anh tự phản chết, không có để mà cho những anh kia mà vào trong đây liếp mặt mình được nha. Thì đa phần thì mình sẽ cộng vào trong đây là 10 điểm, 10 điểm trước khi mà đủ tất cả các mục mình sẽ quay lại mình cộng gô phản này 20 điểm. Đó là cái lối cộng điểm của mình. Còn những anh em nào có lối cộng nào hay lối cộng bờ gồ hay là cộng quýt hơn từ con cờ lát thì có thể là comment chia sẻ ghim lên trên bài viết, để cho những anh em nào vào chơi sau người ta có động lực, người ta có cái nền tảng để người ta bước cho nó vững anh em. Còn mình đó thì mình cộng rất là dễ, vì sao? Về cái con của mình đó là mình cài rất là nhiều anh em, mình cài con này ba mớ, mình cài con kia ba mớ, và mình đã đúc kết ra được khi chơi ở trên PC, điển hình như là cái con game là Lost Container phiên bản Gold 3, mình còn gọi là phiên bản của Philippines. Thì các anh em cộng master cân đo đong đếm qua bên đó mình cũng làm như tử hết rồi, mình cũng cho ra rất là nhiều bản master. Thì cũng có nhiều anh em cộng theo nè, có nhiều anh em góp ý nè, và có nhiều anh em chỉ dẫn luôn anh em. Cái đó là mình rất vui, vì là khi mà mình đã đưa lên một cái bài viết hay là một cái video thì anh em đã có vào bình luận chia sẻ và góp ý, cái đó là rất là vui anh em. Và ở cái con game lock này thì anh em yêu cầu mình làm cũng rất rất là nhiều, nhưng mà ở bên con game lock này những cái server nào mình đang hỗ trợ, mình đang review thì mới có thể làm được anh em. Vì sao? Vì mình có được cái lượng đồ nhất định, mình có được lượng đam nhất định, và mình có được một cái lượng điểm nhất định, nó mới dễ review, nó dễ hình dung hơn. Còn khi mà vô trong đây nó không có một điểm gì trơn, nguyên cái bảng trắng tinh
rồi mình nói nè, cộng ô này 10 điểm nha anh em, cộng ô này 5 điểm và cộng ô này 15 điểm, các anh em không có nhớ được. Và cái đó cũng vẫn làm được, là mình có thể là mình ghép vô nhưng mà nó không thực tế. Thì các anh em nói thằng này làm cho có chứ đâu có dám cộng đâu, thì bắt buộc mình phải cài lên, mình cộng từ điểm vô để cho anh em vào trong đây tham khảo. Mình không khuyến khích anh em cộng theo đâu, tại vì mỗi người là mỗi có cách cộng khác nhau, mỗi người có lối chơi khác nhau. Mình chơi thiên về hướng thủ thì mình có thể là cộng vào cái táp thủ trước, những anh em chơi thiên về cái hướng đam thì các anh em có thể là cộng thiên về cái táp đam trước, thì mỗi người có mỗi cách cộng, có mỗi cách chơi khác nhau. Nhưng các anh em muốn vô là xuống sát liền, một hai quạt là người ta sẽ ngoẹo, còn mình là phải còi nhây bơm máu hoặc là bơm dẻo tay hiện đó ăn, thì nó sẽ có ra nhiều cái hướng chơi. Nên mình chỉ làm cái demo lên và cộng thực tế để cho các anh em xem. Mỗi con thì mình sẽ cộng thực tế cho anh em xem. Ở đây là những cái phần quan trọng để mà mình khi mà mình đi bơi ca chứ không phải là mình đi farm quái. Các anh em nên nhớ nha, chơi những cái con game khác thì các anh em chú trọng vào những cái điều đầu tiên là đi farm quái và đi kickbox, kiếm cái nguồn thu ở cái thời gian ban đầu để mình kiếm những cái món đồ mình ghép lên trên người để xưng bá xưng danh và dẫu ngực xưng tên. Còn bước chân vào cái con game mà lớp 2 và lớp 3, server Tam Quốc và server Lương Sơn, thì các anh em khỏi cần phải bận tâm về tới mà tìm kiếm đồ hay là săn quest ra sao, kiếm đồ như thế nào, hay cái chuyện đó là bên mình sẽ lo cho anh em từ A tới Á luôn. Các anh em chỉ cần bỏ thời gian vào để trải nghiệm nè, rồi để xem là có hợp với anh em không. Nếu mà hợp với anh em có thể là đầu tư nhẹ để ủng hộ server, hoặc là các em có thể chơi phầu ghi. Bên mình sẽ có ra những gói code liên tục, điển hình như là một cái win một ở bên server Lương Sơn mới đầu mình tặng là 7 ngày và bây giờ code của mình nâng lên là 15 ngày, thì cái đó là sẽ có code đi dần theo năm tháng để hỗ trợ anh em rất rất là nhiều. Chỉ cần anh em bỏ chân vào để trải nghiệm thôi, còn chuyện đồ đạc thì để bên mình lo hết nha anh em. Và chủ yếu và cái chủ đề hôm nay là mình phân tích cái bảng điểm master cho anh em cộng theo cái hướng là mua lốc mobile và sẽ đi theo cái hướng nào hiệu quả. Thì mình phiên anh em là đi cho mình cái tab A. A là đầu tiên, A lúc nào cũng đứng đầu, thì anh em cộng đầu tiên cho mình hết. Và bên đây là không cần thiết, vì khi mà chơi một thời gian tầm khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó, có được một cây vũ khí ngon thì lực tay của anh em lên rất là cao, và cái hướng của mình, cái lối chơi của mình thì nó sẽ giống PC. Cái hướng chơi, cái đồ họa, cái cách chơi nó cực kỳ giống PC, nhưng có một cái điểm nhắn nhỏ về cái cách cộng điểm, nó sẽ khác PC một chút xíu chứ không phải là nó thiên 100% về PC. Và mình nói PC thì phải phân tích cho rõ, mỗi một con game PC nó đều có cách cộng điểm khác nhau luôn, chứ không phải là từ cái con game 1 tới con game 100 nó đều cộng giống nhau. Như điển hình là một cái game là mua reset và một cái game là mua non reset, thì hai cái hướng đó cộng khác nhau rất là nhiều. Nói như không nói nhưng mà phải nói nha anh em. Vì sao? Vì anh em nhiều khi anh em không hiểu là cái non là sao, cái reset là sao. Vì như vậy thì nó sẽ khá là bất cập khi anh em tiếp cận vô cái server chơi, cái đầu bắp thằng kia nó cũng ngang như mình mà nó cộng điểm làm sao nó khỏe, còn mình nó thì mình không có cộng điểm được. Thì cái đó là một cái để cho mình chia sẻ lên anh em để anh em hiểu và biết, khi mà cần một cái bảng non thì mình cộng làm sao cho nó quyết đoán, và một cái bảng reset thì mình phải cộng làm sao. Thì mình đã có demo chia sẻ cho anh em rất rất là nhiều về những cái con game, những thủ thuật, những cái cách chơi, hay là tạo cờ lát, tạo tài khoản, hay là bước chân vào server làm cái gì trước. Thì những cái đó là mình đã có chia sẻ rất rất là nhiều. Những anh em nào có xem được tới đây, hay là những anh em nào có tình cờ mà xem được cái video này, chưa biết về gì cái con game là mua lốc này, thì anh em có thể là mạnh dạn comment với phần video này, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em từ A tới Á luôn, chừng nào mà thuyết phục anh em được. Tại vì tiêu chí bên mình đó là phải là vừa lòng khách chơi và vui lòng người chơi luôn anh em, làm sao cho nó trọn vẹn hết. Thì người ta nói là khi mà sống để cho vừa lòng người khác thì nó rất là không đúng anh em, nhưng mà đối giờ với con game và đối giờ những người làm nội dung bên mình, những người mà tạo ra con game như là điển hình như bên mình, thì phải làm sao cho nó vừa lòng người chơi và vui lòng người chơi luôn nha anh em. Dù muốn dù không gì cũng phải là đáp ứng 80% anh em à, chứ không thể mà để lơ là. Vì đã tạo ra một cái server, đã đầu tư vô một cái server, làm sao để cho anh em thấy là server đó
có giá trị để các anh em vào đầu tư thời gian và đầu tư tiền nong, nó không bị lãng phí anh em ạ. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra nghe mình chém gió từ nãy giờ. Những thông tin gì anh em chưa hiểu thì có thể là comment vào cuối phần video nha anh em. Hẹn anh em một cái video gần nhất chém gió về một cái bản master của con Clash khác nha.